Chào mừng các bạn quay trở lại với Bằng Lê Soccer YouTube Channel. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì như đã hứa, mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách chơi chi tiết của sự kiện Retro Star. Vâng, nói chung là cách chơi event này khá đơn giản, và chỉ cần nhận cái chìa hang ở tab đầu tiên, sau đó chúng ta sang tab thứ hai, chúng ta mở hang ra và chúng ta chơi theo cái đường đó thôi. Khá là đơn giản đúng không các bạn? Như vậy là một ngày chúng ta sẽ có 28 chìa khóa hang, và đặc biệt 28 cũng chính là số chìa khóa để chúng ta đi hết một hang. Như vậy thì nếu mà chúng ta chơi cả event hết 21 ngày thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được 21 cái chìa khóa boss. Và mỗi hang chúng ta sẽ có 3 mạng, nếu mà bạn chơi thua cái event 3 lần thì coi như là bạn bị thua hang và chỉ có thể chơi tiếp bằng cái token one up thôi. Và cái one up token thì chúng ta có thể nhận được hên xui. Khi mà chúng ta nhận 14 chìa khóa boss mỗi lần thì sẽ có một cơ hội nhỏ để ra được cái one up token. Ngoài ra thì nếu mà bạn không nhận được trong đó thì bạn có thể mua ở ngoài cửa hàng, bởi vì nó có các pack như là 22.000 Việt Nam đồng hoặc là 625 game thì chúng ta đều có cơ hội sở hữu được one up token. Cái one up token ngoài tác dụng là nó chúng ta có thể tiếp tục hành trình, nếu mà chúng ta hết 3 mạng thì chúng ta có thể dùng để chơi cái trận đấu đặc biệt, và chúng ta sẽ chấp máy 120 over của EA với tỷ số 4-0 từ phút thứ 15. Rồi, chắc là khóa ở đây. Vâng, một lưu ý nhỏ nữa là chúng ta đừng có ấn vào cái Flee Dugan. Cái này là tức là bạn trốn khỏi Dugan, tức là bạn sẽ mất hết những cái mà bạn đang chơi ở cái hang hiện tại. Ngoài ra thì nếu mà bạn đá các match, các trận đấu trong mà cái phần hang thì chúng ta sẽ có một cơ hội nhỏ nhận được lại chìa khóa hang hoặc là cái Vanish Token. Nên là nhờ cái này thì nên là các bạn có thể dễ dàng chúng ta kiếm thêm được vài chìa khóa free nữa. Nhờ những cái điểm dư ra này thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy được những cái con 99 như là Handanovic hoặc là Waygot. Tuy nhiên nếu mà bạn muốn lấy mấy con 100 thì chắc chắn là bạn phải đầu tư thêm game rồi, và Bright Icon thì chắc chắn là bạn phải đầu tư thêm nhiều game và Fipon hơn nữa. Vâng, và theo quy định của game thì từ 97 trở xuống sẽ được gọi là mini boss, và từ 98 trở lên sẽ gọi là big boss. Và cái event này á, thì anh em chỉ biết là chúng ta chơi đều mỗi ngày, chúng ta vào chúng ta nhận đủ 28 cái chìa và đi hết một hang. Tuy nhiên anh em cũng cần lưu ý, bởi vì chúng ta cần phải thực hiện 6 cái nhiệm vụ challenger nữa. Vậy thì chúng ta cần lưu ý những điều gì? Thứ nhất, chúng ta phải đi hết mỗi hang một lần để chúng ta hoàn thành được 3 cái nhiệm vụ đầu tiên. Đấy, tức là bạn phải đi tất cả 6 sự kiện, mỗi sự kiện bạn nên đi một lần trước, sau đó là bạn thích cầu thủ nào thì bạn có thể đi theo một đường mà bạn tự chọn. Thứ hai là chúng ta cần phải kiếm 2 cầu thủ mini boss, tức là 2 cầu thủ từ over 97 trở xuống chúng ta bỏ vào team để hoàn thành nhiệm vụ thứ tư. Tiếp theo thì chúng ta phải kiếm một cầu thủ big boss, tức là từ 98 trở lên để chúng ta làm nhiệm vụ thứ năm. Và cuối cùng là cái nhiệm vụ thứ 6 là chúng ta phải hoàn thành 3 trận đấu của token one up, tức là cái token mà lúc nãy mình kêu là chúng ta phải chắp 4 trái đó, là chúng ta phải hoàn thành 3 trận đó để hoàn thành nhiệm vụ thứ 6. Thì nói chung anh em lưu ý để chúng ta hoàn thành 6 challenger này là được. Và tóm lại là nếu anh em cày chai thì chúng ta có thể lấy được con 99, và chúng ta phải lưu ý để hoàn thành các challenger. Và hy vọng anh em có thắc mắc gì thì anh em cứ like, comment ở dưới video để mình hỗ trợ giải đáp thắc mắc thêm nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chúc anh em cày event thành công và nhận được nhiều quà hấp dẫn.